Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với channel của Cỏ Ven Đường Vlog. Mình là anh Cỏ Gia Lâu đây. Các bạn thân mến, là tiếp tục trong cái chuỗi video chia sẻ về những cây thảo dược quanh ta. Thì thời gian gần đây, dịch Covid gần như đã được kiểm soát ở ngoài Hà Nội rồi. Cho nên là mình đã phải là tiếp tục cái công việc. Cho nên là mình chỉ có tranh thủ cái thời gian vào thứ Bảy và Chủ Nhật để mình đi quay video cho các bạn xem về những cây thảo dược quanh ta. Cho nên là cái tần suất ra video nó dạo này nó đang bị ít đi, thì các bạn thông cảm nhé. Nhưng mỗi một video mình làm ra thì nó cũng khá là chi tiết và mang rất nhiều những cái kiến thức về những cái bài thuốc dân gian cũng như cái công dụng của những cây thảo dược quanh ta. Thì các bạn có thể xem trên cái kênh của mình rất nhiều những cái video đó các bạn nhé. Các bạn thân mến, là ngày hôm nay mình lại chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về một cái cây thảo dược cũng khá là gần gũi, và đặc biệt là nó gắn liền với cái tuổi thơ, mà cái thời 8-9X mà con đi chăn trâu chăn bò ấy, và những người làm ruộng hay đi ngoài đường ấy, nó bám rất nhiều vào cái ống quần cũng như là vào chân trâu chân bò để nó nhân giống ra khắp nơi, mang hạt giống đi và nó mọc rất là nhiều đó. Và cái cây này là cái cây dại, mọc rất thấp và có sức sống rất là mãnh liệt. Bên cạnh đó lại có những cái công dụng rất là tốt các bạn ạ. Đó là cây cỏ may các bạn nhé. Thì cái cây cỏ may ấy, nó hình dáng và cái kích thước nó như thế nào, và đặc biệt là có những cái công dụng gì, và kèm theo đó là những cái bài thuốc dân gian gì, thì mình sẽ chia sẻ ngay với anh chị và các bạn sau bây giờ. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về cái hình dáng của cái cây cỏ may trước cho các bạn xem các bạn nhé. Các bạn thân mến, là sau đây mình sẽ quay cho các bạn về tổng quan về cái cây cỏ may các bạn nhé. Và thực ra ấy, mỗi một ngày mình tranh thủ cái thời gian để đi quay những cái cây thảo dược cho các bạn thì nó cũng rất là nhiều niềm vui các bạn ạ. Bởi vì có những cái cây thảo dược mọc rất nhiều ở những cái chỗ quang cảnh đẹp. Ví dụ như mình đang ở gần một cái sân golf rất là đẹp, và nhờ cái cảnh đó mình quay luôn cho các bạn xem các bạn nhé. Và bên này là một cái sườn đồi rất là đẹp, rất là nhiều chim muông các bạn ạ. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều cây thảo dược các bạn nhé. Ví dụ như là cây muồng này, đó, với cây trinh nữ này, cây xấu hổ này, cây ông phốc này, hay là cây chân trâu này, rất là nhiều. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn về cái cây cỏ may. Cái cây cỏ may này nó rất là đặc biệt các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó mọc rất nhiều ở đây. Đấy, đây là toàn bộ là cây cỏ may. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cây cỏ may mọc rất nhiều ở trệ đường, trệ hồ, và mọc ở những cái đường mà ít người đi đến. Nó mọc rất là tốt các bạn nhé. Mình sẽ dừng lại ở góc này để cây cho các bạn xem. Như các bạn thấy, đây là cây cỏ may các bạn ạ. Đây, cây cỏ may nhìn thì nó khá là quen thuộc, bởi vì là những cái người đi làm lông ở dưới mình ấy, khi đi làm ở những cái hạt cỏ may này nó sẽ bám vào quần, nó xuyên vào quần, và mục đích của nó là nhân giống ra cái lơi mà cái hạt nó rụng xuống các bạn ạ. Đây, và cái cây cỏ may này nó thuộc họ nhà lúa các bạn nhé. Nó mọc rất là nhiều luôn. Các bạn thân mến, là giờ đây mình đã chuẩn bị được ít cây cỏ may, mình sẽ mô tả qua cho các bạn biết nhé. Cây cỏ may thuộc họ nhà lúa các bạn ạ. Nó sống thành khóm và rễ nó lan ra rất nhiều, mọc rất tốt, và cái sức sống của nó rất là tốt. Nó thuộc cây dại mà. Cái thân của nó rất là trắng, củ của nó rất là trắng, giống như rễ cỏ dành các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Đây là củ của cỏ may các bạn ạ. Mình quay bằng điện thoại cho nên là cho xa ra để nó lấy nét cho các bạn biết. Và thân của nó lên thì nó sẽ thành từng đốt. Ở dưới lòng đất ý, thì nó sẽ từng đốt ngắn và nó ra rễ, và nó màu rất là trắng, rất là đẹp các bạn nhé. Còn lên trên thì đốt nó sẽ thưa ra. Các bạn nhìn thấy không? Thân của nó sẽ màu trắng, khi mà cái lớp vỏ bọc bên ngoài nó hở ra thì nó sẽ màu xanh. Nó thành từng đốt như này các bạn ạ. Và cái cây này có thể đạt chiều cao từ 30 đến 50 cm. Đây, rất nhiều đấy các bạn này, 30 đến 50 cm các bạn nhé. Và khi nó lên cao độ, mức độ cây trưởng thành, thì tất cả những cái cây nó sẽ ra quả như thế này các bạn ạ. Bên trong của nó sẽ có hạt màu trắng
các bạn hiểu không? Nó tua và mỗi một cái quả nó sẽ có một cái nhánh rất là nhọn để nó đâm vào những cái quần áo hoặc chân trâu chân bò, với mục đích là nhân giống. Cái hạt này nó bay đi đến đâu thì nó sẽ mọc cây rất tốt đến đó các bạn nhé. Như vậy là cái cây cỏ may này này, các bạn mình tin là các bạn đã hình dung ra cái cây cỏ may nó khác với những cái cỏ khác các bạn nhé. Cây cỏ may này, nó ngoài tên cỏ may nó còn có tên là cây bông cỏ, thảo tử hoa, cây trúc tiết thảo, và có nơi còn gọi là cây nam hoàng liên. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và cái cây này này, khi mà nó còn non ấy là trâu bò nó rất là thích ăn cái cây cây này. Và khi mà nó cao, nó già và nó mang đơm hoa kết trái rồi là trâu bò nó không ăn nữa, nó ăn những cái mảnh non thôi các bạn nhé. Và cái cây này, cái hạt của nó rất là tốt. Nó mọc đến đâu là rơi đến đâu mà nó sẽ mọc cây rất tốt đến đó các bạn ạ. Mình nhớ là ngày xưa còn đi chăn trâu chăn bò ấy, thì cái quả may này này, và đi làm đồng ấy, thì cái quả may này nó sẽ đâm vào quần áo này, và nó đâm vào chân trâu chân bò và cái lông của nó, và nó di chuyển khắp nơi. Và khi mà quả nó chín ấy, nó sẽ héo khô lại và nó bay theo gió, và nó rụng đến đâu nó sẽ mọc cây rất tốt đến đó các bạn nhé. Như vậy là các bạn nhìn thấy rõ cái bông cỏ may không ạ? Mình quay bằng điện thoại cho nên là nó cũng hơi khó nhìn, các bạn thông cảm nhé. Và cây cỏ may này, và cái cây cỏ may này tên gọi rồi và hình dáng của nó mình cũng tả rồi, thì sau đây mình sẽ chia sẻ những cái công dụng chính của cái cây cỏ may này, các bạn đón nghe nhé. Các bạn thân mến, là cái cây cỏ may này, tác dụng chính của nó là sử dụng để chữa bệnh vàng da, vàng mắt, công dụng chữa các bệnh về gan rất là hiệu quả. Và dùng cái cây cỏ may này giúp chữa bệnh run sán, run đũa và run chui ống mật các bạn nhé. Và cái bộ phận khi mà dùng ấy thì là dùng rửa sạch là từ thân, rễ và cái quả của nó các bạn nhé. Nó còn có tác dụng giải nhiệt, tiêu độc và lợi tiểu. Công dụng cây này nữa là điều trị bệnh đau xương hiệu quả, hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp, khí hư. Một số nước còn dùng cỏ may này để trị tiêu chảy, làm lành tổn thương trên da, cái chỗ bị lở loét các bạn nhé. Cái cây này được dùng trong nhân dân rất là rộng rãi từ ngày xưa. Cây cỏ may này có vị đắng, tính mát, không có tác dụng phụ, thân và rễ tất cả đều dùng làm thuốc các bạn nhé. Và cái sau đây mình sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn cách dùng một số cái bài thuốc mà liên quan đến cái cây cỏ may này, cây nam hoàng liên này các bạn nhé. Cây nam hoàng liên này khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta sẽ rổ lên, thu hoạch cả rễ. Các bạn nhìn thấy không? Rễ ở dưới này, củ, rễ, thân và thậm chí là quả. Nhưng quả chúng ta sẽ có những cái công dụng riêng thì chúng ta sẽ sử dụng riêng. Từ ngày xưa, cha ông ta đã biết sử dụng cái cây cỏ may này làm thuốc. Đầu tiên là chữa vàng da, vàng mắt và bệnh về gan như sau. Lấy 360g rễ cỏ may này. Các bạn nhìn thấy không? Rễ cái cỏ may này, tức là củ của cái cỏ may này nhá. Mình sẽ vuốt cho các bạn xem. 360g rễ cỏ may này thái nhỏ và chúng ta sao vàng lên. Sao vàng lên sắc với 0,5 lít nước, đun cho nó khô lại. Còn 200ml nước, chia thành 2-3 lần uống trong ngày, thay nước các bạn nhé, thay nước trà đấy. Và uống liền trong 5 ngày, nó sẽ có hiệu quả rõ rệt về cái bệnh, về cái việc mà chữa mắt vàng, da vàng và bệnh về gan các bạn nhé. Đó, đó là cái củ của cái cỏ may này. Các bạn nhìn thấy không? Ở dưới này rất là nhiều luôn các bạn nhé. Còn cái quả của nó ấy sẽ chữa về run sán. Và có những cái bài thuốc dân gian chữa về run như sau. Khi chúng ta thu hoạch cái quả này, quả cỏ may này về này, các bạn nhìn thấy không? Quả cỏ may về, mình sẽ cho tay các bạn xem. Đây là quả cỏ may này. Chúng ta thu hoạch cái quả cỏ may này về, chúng ta lấy 18 đến 20 hạt cỏ này, tức là khoảng 25 hạt đổ lại, hạt hạt của cái quả may này này.
Các bạn nhìn thấy không? Sao vàng lên. Bà đem đun với 0,5 lít nước, cho nó khô lại còn khoảng 100 đến 150 ml. Uống tất cả cái chỗ nước sắc này trong một lần sau bữa ăn các bạn nhé. Đó, đấy là ngày xưa để dùng để chữa run run các bạn nhé. Đấy, đấy là các cụ người ta sử dụng như vậy. Còn chữa run chui ống mật đi các bạn nhé. Chữa run chui ống mật thì ngày xưa ấy, những cái bài thuốc này là bài thuốc dân gian này. Mình sẽ vuốt thêm một ít cỏ nữa cho các bạn xem. Các bạn ạ, đây, và được người xưa đã chia sẻ lại này. Các bạn này, cái quả cỏ may đây này, vừa là chữa giờ là chữa run chui ống mật bằng cỏ may này. Các bạn nhìn này, lấy 30 gram rễ cỏ may, sắc với 300 ml nước, đun đến khi còn 100 ml nước, uống một lần khi thuốc còn ấm. Các bạn, tức là để ấm còn uống các bạn nhé. Hoặc là lấy một quả trứng gà tươi, 2 thìa mật ong, 1 thìa cà phê đường kính, khuấy đều rồi uống liền các bạn nhé. Nạp lại lần 2 nếu thấy còn cơn đau nhẹ. Còn chữa đau xương về cái cây cỏ may này thì các bạn dùng 300g cây cỏ may này, 300g cây cỏ may này các bạn nhé, rổ cả cây, cả rễ, cả lá, và đun kết hợp với 0,5 lít nước, sắc còn lại một nửa, tức là lửa lít nước chúng ta đun còn khoảng 200 ml thôi. Chúng ta chia lần nhiều lần uống trong ngày thay cho nước uống. Đó là chữa đau xương các bạn nhé. Và sử dụng khoảng 4 đến 5 ngày thì đã thấy có kết quả, và chúng ta sử dụng kiên trì thì nó là rất là tốt các bạn nhé. Còn cái điều trị đường hô hấp về cái cây cỏ may này thì chúng ta lấy 15g cây bình rượu, 15g cây cỏ may này này, cây bình rượu là 9g, cỏ lá tre tức là gọi là đạm trúc diệp đấy, 15g, sắc lấy nước chia thành 3 lần uống hết trong ngày. Đó, và cái cây này, cỏ may này là những cái bài thuốc đó là không có gì là khó, nếu như chúng ta kiên trì sử dụng sẽ rất là tốt cho những cái bệnh như là chữa run này, chữa vàng da này, hoặc là chữa đau xương. Bởi vì cái cây này nó không có tác dụng phụ, nó rất là tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Nhưng có một nhược điểm là khi mà có những cái điều cần lưu ý, khi chúng ta sử dụng khô thì chúng ta thu hoạch về, chúng ta rửa sạch, chúng ta chặt ra phơi khô thì phải phơi cho thật khô, tránh cái tình trạng nó còn ẩm mốc các bạn nhé. Và thứ hai nữa là chúng ta phải biết cách là sao vàng cái cây cỏ may này lên, các bạn hiểu không? Đấy, còn những cái bài thuốc dân gian mình đã chia sẻ khá là chi tiết rồi. Nếu như mà bạn nào mà chưa rõ thì có thể tua xem lại các bạn nhé. Đó. Các bạn thân mến, là vừa rồi ấy, mình chia sẻ khá là chi tiết về cây cỏ may, từ hình dáng, tên gọi cũng như những cái công dụng của cây cỏ may các bạn nhé. Như vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu như mà có duyên anh chị và các bạn mà xem được cái video của anh cỏ da nâu như mình thì hãy ấn nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình để đón nhận những cái video về những cây thảo dược quanh ta, giúp các bạn có thêm kiến thức về những cái bài thuốc dân gian để áp dụng vào cuộc sống các bạn nhé. Nếu như anh chị và các bạn mà muốn mình tìm hiểu về một cái cây thảo dược nào đó mà anh chị còn thắc mắc thì có thể để lại bình luận bên dưới, mình sẽ ưu tiên tìm hiểu những cái cây đó trước các bạn nhé. Như vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Chúc anh chị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.